Thưa thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho sự quay trở lại của ca sĩ Phương Linh với ca khúc Để Mình Nói Cho Mà Nghe. Xin mời quý vị hãy dành cho Phương Linh một tràng pháo tay thật lớn ạ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các chị trong câu lạc bộ Hương Sen. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ hẹn gặp lại một lần nữa. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với một ca khúc Ánh Nắng Của Anh, sáng tác Khắc Hưng với ca khúc do Thế Phong biểu diễn. Xin mời quý vị hãy dành cho Thế Phong một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn những tràng vỗ tay rất nhiều. Thank you.
mong muốn những người thuộc bài này có thể hát cùng em được không ạ? Đừng để em bơ vơ nhé. Chúng tôi.
Toàn thể quý vị khách quý đã dành cho Hương Giang. Vâng, ngay bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị khách quý hãy dành một tràng vỗ tay cho một vị khách giao lưu ở tại phố đi bộ này, nhà anh Tuấn cũng ở tại phố đi bộ này. Và ngay bây giờ thì xin dành một tràng vỗ tay cho anh Tuấn với ca khúc Gọi Tên Em Trong Mưa. Tôi xin đính chính lại một bài hát MC đã giới thiệu bị lầm, đó là bài một ca khúc được mang tên Đợi Em Trong Mơ. Xin tất cả các quý vị đứng lên vỗ tay để cổ vũ cho ca sĩ Thanh Danh Tuấn đến từ xóm Chùa Long Nguyên. Mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ cỏ dài. Giờ anh
em có vui không? Bên anh tình nhân đêm lắm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi, quay lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em ra khơi, nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ thở dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em đưa về trong giấc mơ êm đềm. Dù tình em ra khơi, nhưng anh còn mãi đây. Du lịch đến và giao lưu với sân phố đi bộ bài thơ ngày hôm nay, ca khúc Cô đơn trên sofa, xin mời. Vâng, tiếp tục chương trình, nhà Tùng Anh xin gửi đến toàn thể mọi quý vị và mọi người ca khúc được mang tên Cô đơn trên sofa, mời quý vị cùng thưởng thức. Rơi xuống trên sofa.
trên số phận. Sao em yêu anh ta, chẳng phải em yêu anh hơn cả em. Em xin lỗi anh, bài này em mình viết. Vâng, và tiếp tục chương trình thì để em xin khắc phục lại ca khúc của mình, thì em xin gửi đến toàn thể quý vị ca khúc được mang tên Ngày Mai Người Ta Đi Lấy Chồng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Anh em bảo kê nhá. Ngày hôm ấy em đi trong mưa,
thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lẹt vào trong mình thì ngược trong lòng. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái không hoang tìm nhau. Ai đồng ai đêm. Của anh Tùng Anh rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì cũng xin đến với một sự giao lưu nữa của một vị khách, đó là anh Đức với một Hoàng Măng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khán giả, tôi xin gửi tới các quý vị một ca khúc rất là sôi động, đó là ca khúc Bạn Trắng Tình Đời. Xin một tràng pháo tay cho ca khúc cho ca sĩ Châu Việt Cường. Tha là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Tha là bỏ đi hết, ta chẳng là gì nhau. Cho quên đi nỗi đau, khỏi bận tâm ngày sau. Vì một người như thế, có đáng hay không? Em ơi, ngày mai tôi sẽ không quên người. Cho dù em có quay về đây, ngày mai tôi sẽ rời xa em, cho dù em còn yêu tôi. Bạn trắng như gối tình đời, màu đen cho cuộc tình nồng. Tình nghĩa đôi ta từ đây như vầng trăng gặp tôi sông pha. Giọng ca của anh Tuấn rất là tuyệt vời, đã động viên tinh thần cho band 8910 ngày hôm nay rất là sung ạ. Với những ca khúc mà anh đã dành cho phố đi bộ bài thơ ngày hôm nay, và mong rằng sẽ được gặp anh rất là nhiều lần nữa. Em xin chào mọi người ạ. À, là em. Trước khi vào bài hát thì em muốn hỏi mọi người, em muốn có một chút giao lưu với mọi người được không ạ? Em có một câu hỏi, đó chính là mọi người có người yêu cũ không ạ? Em xin phỏng vấn chị nhé. Xinh gái mà. Chưa có. Ôi, bà nào rồi nhỉ? Bà ai rồi nhỉ? À, hai chị xinh gái. Em hỏi một chút đó. Đừng tắt em đi cho em biết buồn. Em siêu hỏi là chị có người cũ không ạ? Em đang ngủ.
Sáng tôi nơi đây.